Nhà máy đốt rác phát điện 5 MW đầu tiên ở tỉnh Bình Dương do công ty cổ phần Tổng công ty nước môi trường Bình Dương B-Waste đầu tư đã chính thức phát điện, đánh dấu về mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế xanh, mô hình kinh tế tuần hoàn tại Bình Dương. Đây là lò đốt rác kết nối phát điện do chính kỹ sư B-Waste tự thiết kế thi công vận hành ổn định. Dự án lớn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng của tỉnh Bình Dương để đảm bảo vệ sinh môi trường. Đây cũng là cơ sở để tỉnh tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp và trở thành trung tâm phát triển kinh tế khu vực phía Nam, Việt Nam với các tiêu chí phát triển nhanh, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường xã hội và cải thiện cảnh quan đô thị. Đến nay, công ty có 4 dây chuyền công nghệ tách lọc xử lý rác, công suất 2.520 tấn mỗi ngày, quy mô khu tích ủ lên men trên 100.000 mét khối, diện tích sàn 30.800 mét vuông. Công ty có diện tích nhà xưởng ủ chính 56.800 mét vuông, hai nhà máy xử lý nước rỉ rác công suất 1.000 mét khối mỗi ngày, cùng nhiều dây chuyền xử lý tái chế khác hoàn toàn đủ công suất tiếp nhận 100% rác sinh hoạt của tỉnh về khu liên hợp. Việc khánh thành nhà máy đốt rác phát điện 5 MW và dây chuyền sản xuất phân hữu cơ 840 tấn mỗi ngày của B-Waste đã thể hiện sự thành công trong việc giải quyết, xử lý một cách triệt để và toàn diện chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.